Rác trời là cách gọi ví von của nhiều người để chỉ nạn các viễn thông, các truyền hình giăng mắt rối rắm, gây mất mỹ quan ở các thành phố. Thành phố Đà Lạt cũng không nằm ngoài thực trạng này. Để chấn chỉnh, mới đây Sở Thông tin Truyền thông Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra và xử lý triệt để tình trạng này để trả lại vẻ mỹ quan cho thành phố du lịch. Giăng mắt rối rắm, chồng chéo, không địa điểm nào giống địa điểm nào. Nhưng mẫu số chung là những hình ảnh phản cảm, gây mất mỹ quan đô thị và gây bức xúc cho người dân. Đó là tình trạng của nhiều doanh nghiệp, đơn vị thi công kéo các viễn thông, các truyền hình, không tuân thủ các quy định của cơ quan chức năng. Về mặt mỹ quan, theo tôi là ngay ví dụ như cái đường Phan Phùng này, ngay tuyến đường du lịch này thì làm sao cho trước mắt mình không thể nào mình làm cho nó âm hết ở dưới đường, nhưng mà làm sao cho nó thật gọn. Ví dụ tôi thấy hiện nay ở trên đó người ta có làm những cái vòng tròn để bó các dây lại. Tại sao các người mà bên các doanh nghiệp viễn thông người ta làm, người ta lại để ra ngoài? Bây giờ mà dây điện mà cứ lòng thòng mà một cái thành phố du lịch mà tôi chú là làm bên du lịch thì chú thấy nó cũng hơi là khó coi một chút. Theo Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng cho biết, năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định 63 về sử dụng chung cột để treo các viễn thông và chỉnh trang làm gọn các viễn thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, việc lắp đặt treo các mới, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa và sắp xếp lại các viễn thông, các truyền hình treo trên cột phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn lưới điện, an toàn thông tin, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Cáp phải quấn vào các khung chuyên dụng và phải đặt trong các gông cùng bó cáp do Điện lực Lâm Đồng đã trang bị hạ tầng và có các quy chế sử dụng chung. Với chức năng nhiệm vụ là cái đơn vị quản lý nhà nước, thì Sở Thông tin Truyền thông trong những năm qua đã chỉ đạo tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, nhưng đồng thời vẫn phải đảm bảo cái an toàn cũng như mỹ quan. Về chủ trương thì là Sở đã tiến hành từ những năm 2010 đến nay, hàng năm đều có kế hoạch chỉnh trang cáp để đảm bảo mỹ quan đô thị. Thực tế thì trong quá trình phát triển mạng lưới thì các đơn vị vẫn đôi lúc còn vi phạm, đặc biệt là những cái tuyến đường mà đã được tỉnh đầu tư, đã được quy hoạch căng gọn cáp, bó cáp. Để xử lý triệt để tình trạng này, sau 2 tháng thông báo về việc chỉnh trang làm gọn các viễn thông, các truyền hình, Sở Thông tin Truyền thông đã tiến hành kiểm tra thực trạng này ở các trục đường chính tại thành phố Đà Lạt như đường Nguyễn Văn Cừ, Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, 3 tháng 2, 3 tháng 4, Hồ Tùng Mậu, v.v. Tiến hành các bỏ cáp sai quy định. Hầu như là các đơn vị đều làm theo thủ công. Thủ công thì rất mất thời gian và khó khăn, nhất là những đoạn băng đường như này. Thì sắp tới đây thì bên FPT cũng đã trang bị được một loại dụng cụ gọi là xào xỏ gông, thì chúng ta có thể là đứng ở dưới để xỏ gông lên luôn, không cần phải trèo lên trụ hoặc là bò trên cáp hay là làm thủ công như trước kia, nên là thì sẽ hạn chế tối đa cái việc mà gông cáp đi ngoài gông như này. Về phía doanh nghiệp thì sẽ gây ảnh hưởng tới tín hiệu khách hàng, làm mất gián đoạn kết nối khách hàng, thì đâu đấy cũng ảnh hưởng tới phần uy tín và chất lượng dịch vụ. Việc cắt bỏ cáp vi phạm được xem là biện pháp mạnh tay của cơ quan quản lý nhằm chấn chỉnh tình trạng mắc cáp sai quy định, gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đời sống của người dân. Và các cơ quan chức năng sẽ siết chặt việc kiểm tra trong những năm tới, cho đến thời điểm năm 2020 khi các trục đường chính của thành phố Đà Lạt được ngầm hóa. Từ động thái này, theo ghi nhận của chúng tôi, trong những ngày vừa qua, các doanh nghiệp có các viễn thông, các truyền hình đã bắt đầu tích cực trong việc chỉnh trang lại các hạ tầng nhằm đảm bảo mỹ quan và tránh thiệt hại cho khách hàng, cũng như uy tín của doanh nghiệp khi bị xử lý các bỏ cáp. Tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những hành vi về khai thác khoáng sản. Qua kiểm tra, cơ quan chuyên môn của huyện Đà Tẻ đã phát hiện và xử lý gần 200 triệu đồng.